Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay, ngày chủ nhật em chia sẻ với anh em 3 mẫu đồng hồ. Đó là dòng Seiko bấm giờ Chronograph chạy máy automatic của Seiko, gồm một chiếc là Seiko 6138 và hai chiếc này là Seiko 6139. Đặc biệt chiếc này, chiếc mặt bàn anh em, thì là chiếc Seiko bao, một trong những cái mẫu đồng hồ rất nổi tiếng hiện nay. Từ cái chữ Seiko bao em sẽ giải thích sau anh em nghe. Khi tới từng chiếc em sẽ giải thích chiếc Seiko bao sau, thì em sẽ có một bài review nhỏ về ba mẫu đồng hồ này. Nó sản xuất từ năm 1969 thì tới năm một trên năm 1980 chút xíu thì nó sẽ ngừng sản xuất anh em. Tầm khoảng hơn 10 năm thôi thì cái hãng Seiko này nó ngừng sản xuất cái dòng này. Hiện tại ba dòng này rất là khó kiếm, cũng như là được rất nhiều anh em trên thế giới, toàn thế giới anh em, và đều quá nổi tiếng rồi, kể cả Việt Nam đang được ưa chuộng rất là nhiều. Và ba mẫu đặc trưng này á thì em cũng mất rất nhiều thời gian để sưu tầm anh em, mất cũng khá nhiều thời gian đó. Thứ nhất là dòng đồng hồ con số 1 là con Seiko 6138. Nó được sản xuất từ năm 1969 trở đi. Năm đó thì có 3 thương hiệu anh em. Là ra hai thương hiệu Thụy Sĩ với một thương hiệu của Nhật là Seiko cùng ra cái sản phẩm này. Thì Seiko nó mất hình như là 2 năm. 2 năm để ra cái 2 năm phát triển để ra cái dòng đồng hồ này. Chạy máy automatic 6138 8030. Con này thì nó chạy 5 kim. Cái bộ dưới là bộ đếm phút này. Kim dây lớn này là kim đếm dây. Còn kim hình như kim đếm tiếng này. Anh em bấm dừng ở đây, bấm trả về góc này. Bấm chạy tiếp ở đây nè. Đó, bấm dừng trả về góc này. Thì kim anh em lưu ý là kim góc 6 giờ trả theo nghe. Đó. Tất cả những thông tin mà em đưa cho anh em là đều qua những kênh trên mạng anh em, qua những bài viết review đồng hồ uy tín. Thì nếu mà có cái sai sót thì anh em bỏ qua cho em nghe. Con này thì dây khóa của nó là dây khóa linh kiện anh em, không phải khóa riêng của nó đâu. Đây, em cho anh em xem mấy cái thông tin trên mạng, con này hắn khá nổi tiếng, thành ra là mình thấy liền anh em. Đó, anh em chỉ cần đánh trên Google Seiko 6139 nó sẽ ra rất nhiều hình ảnh. Đó, con này 6138 và đó, và cái trang rất uy tín anh em. Đây, có những trang nước ngoài nữa. Đây những cái thông tin này anh em cứ đọc cho kỹ nha. Đó, những bài review này rất hay. Đó. Thì nó là một dòng đồng hồ tiên phong trong lĩnh vực đồng hồ chronograph bấm giờ. Con này size mặt nó tầm khoảng chắc khoảng 40 anh em. 39,5. Không tính đấm. Cái mặt số còn rất ok anh em nghe. Mặt màu xanh đậm, hai cái đồng hồ trang dưới này thì nó màu xanh da trời cũng đậm chút xíu, cái niềm tắc khi mát ở trong. Và con này thì mặt số của nó sẽ có hơi cũ một xíu ở một số điểm là những cọc số này, còn ngoài ra thì ok, nước thép còn ok. Những cái dòng này thì anh em phải chú ý rất nhiều về cái máy nghe, phải chú ý rất nhiều về cái máy, tại vì nó là máy đếm giờ, thành ra những cái bộ phận trong nó không có nhiều anh em, và cũng gọi là đắt tiền anh em, thành ra mình phải kiểm tra máy ok không. Còn nếu về thay thế linh kiện nó cũng khá là nhiều tiền anh em. 6139 38 Seiko 21 chân kính. Cái búa thì anh em nhìn rất là quen nha, dòng búa này, búa của dòng máy 61. Dòng máy 61 anh em.
từ nên đợi xíu nó mất mất cái nét rồi. Đây. Máy còn rất mới anh em. Tuy núm con này cũng rất là khó kiếm anh em. Thành ra là phải chắc chắn là còn ok anh em nghe. Mua con này là phải chắc chắn là máy còn ok, còn máy mà có lăn tăn không nên đụng vào. Tại vì cái linh kiện con này rất là đắt đỏ. Nhiều người chơi á, thành ra linh kiện nó khá là đắt đỏ anh em. Mặt số rất đẹp. Bấm chuông nó đắp nữa cho anh em xem này, đây, bấm tiện dừng này. Bấm hiện trả góc bấm chạy, bấm dừng, bấm trả góc 12 giờ. Anh em cứ giữ nguyên hoặc là bấm dừng thì đồng hồ vẫn chạy bình thường nha. Đó. Nó không có vấn đề gì đâu. Vừa kim dây lại đồng hồ vẫn chạy bình thường. Lịch của nó sẽ là lịch một nắp. Anh em chỉnh lịch qua đây. Rồi, bên này chỉnh qua. Nắp nữa thì anh em chỉnh giờ. Đơn giản vậy thôi. Dòng đồng hồ rất hay anh em. Chạy máy automatic. Rất chuẩn chỉ luôn. Con này thì là 6 triệu rưỡi anh em nghe. Size mặt 39,5. 6 triệu rưỡi. Seiko 6138. Những cái dòng này á, thì anh em lưu ý là cái máy 6138 này nó rơi vào những con đồng hồ mà có vỏ, có mặt bên đa anh em. Anh em nhìn. Để em bấm cho anh em xem nè. Seiko này 6138. Đây. Nó rơi vào những con đồng hồ này. Tại vì em có sẵn mẫu đó, đó, những quả mẫu này anh em. Những cái mẫu này nè thì rất đắt đỏ anh em nghe. Những mẫu có càng như vậy thì nó tầm khoảng, em nghĩ tầm khoảng 15 đến 17 triệu một con đó. Mà sợ không có. Rất đắt tiền đây. Con này là số số 1 6 triệu rưỡi anh em nghe. Con thứ hai là một con Seiko 6139 bấm về thể thao. Con này là 4 kim. Kim hai kim dai của nó kim đỏ này. Cái kim này á thì nó sẽ đếm dai này. Đó, kim dưới thì đếm phút. Để em lắc cho nó chạy. Đó, kim dưới thì đếm phút, anh em nhắn vào đây. Dừng nè, nhắn trả. Đó. Nhắn chạy nè. Nhấn dừng này, nhấn trả về này. Đó. Con này thì đặc biệt của nó là nó có một cái lịch thứ là tiếng Ả Rập anh em. Nói chung là tiếng Ả Rập hay tiếng Trung Đông gì đó thì em không biết, nhưng mà tiếng này là tiếng Trung Đông anh em nghe. Góc này nè. Thì con này là bản xuất sang Trung Đông. Nó vậy cho chắc đi. Bản này bản xuất sang Trung Đông thời điểm đó nghe. Cái vỏ còn rất đẹp. Thì đặc biệt con này, những dòng này có một cái niềng rất hay nè, niềng tachymetric. Cái niềng này nó đo vận tốc. Chung thông tin về cái niềng này thì anh em cứ tra trên mạng là dễ nhất, tất cả đều trên Google hết. Cái niềng nó đo được vận tốc và nó đo rất là nhiều thứ nè. Và những cái dòng niềng benzen màu xanh đỏ này á, thì nó giá trị ở cái niềng nhiều lắm anh em. Phải tầm 50% con đồng hồ á, ví dụ như cái niềng còn đẹp như vậy nên anh em thấy không, còn nguyên chữ nguyên số này. Tất nhiên so kỹ là vẫn bị vết xước rất nhỏ, nhưng mà còn rất ok. Nó nhìn rất sáng. Còn nhiều cái niềng về gần như phai hết, hoặc là mờ, hoặc là xước hết, hoặc là hư hết trơn. Đó, thì những giá trị của đồng hồ nó nằm 50% ở cái niềng rồi. Còn lại là ở máy móc. Con này thì em có bỏ một sợi dây quân đội của hãng anh em nghe. Cái quân đội của hãng. Anh em nào không lấy dây thì em sẽ trừ cho anh em khoảng 400.000 thôi. Còn dây của nó là không phải dây linh kiện hay không dây ring, dây linh, tất cả đều về đều, ba con này đều dây linh kiện hết anh em, không có dây ring. Mặt kính rất đẹp, kính đá, vỏ Seiko 6139-6002. Đó, con này là 6139-6002. Thì nó nổi tiếng là vì lý do sao anh em biết không? Năm 1973 thì có một
nhà phi hành gia tên là, hình như là tên là Bao đúng không? Thì đem chiếc này, cụ thể là chiếc này này, chiếc mặt vàng này lên vũ trụ luôn, và ở trên đó tới 80 mấy ngày á. Mà cái thú vị của nó thì đó không phải là chiếc đồng hồ mà nó hợp kiểu như nó hợp đồng anh em. Anh em hiểu không? Nó chỉ là chiếc đồng hồ cá nhân của ổng đem lên thôi. Còn trong đó thì chiếc đồng hồ, trong cái sự kiện đó thì chiếc đồng hồ tài trợ là chiếc Omega Symmetry. Đúng rồi, chiếc Omega Symmetry chứ không phải chiếc này. Chiếc này chiếc cá nhân đem lên thôi, và khi mà hoàn thành cái sứ mệnh trong vòng 80 mấy ngày trên vũ trụ á, thì về á, thì nhà du hành đó vẫn đi chiếc này và nó vẫn hoạt động bình thường anh em nghe. Rất đẳng cấp. Thành ra NASA công nhận và đưa vào trong danh sách, người ta gọi là danh sách đồng hồ của NASA á, thì đồng hồ vũ trụ á, thì có chiếc này. Rất ok anh em, rất đẹp. Để mở cái máy. Nhắc lại là nó sẽ giá trị rất nhiều ở cái vòng bên dây anh em nghe. Nó sẽ giá trị rất nhiều ở cái vòng bên dây này. Máy móc còn rất mới và chạy trơn tru ổn định. Hệ thống của nó còn rất ok anh em. Và như đã nói với anh em thì những dòng này cái linh kiện rất là đắt đỏ. Để sưu tầm cái dòng này cũng không có khó, không có dễ. Và chắc chắn thì em nghĩ chỉ một vài cái shop hoặc là vài cái kênh bán đồng hồ như em mới review các bạn sản phẩm này anh em, tại vì nó không có nhiều, không có nhiều sản phẩm này để review hay để đăng để bán trên YouTube hoặc trên Facebook cũng vậy, rất ít. Mặt số còn rất ok anh em nghe, và niền còn đẹp đó. Ô lịch này đầy đủ hết, những con này thì nó sẽ, anh em nhắn nhẹ thì sẽ nhảy lịch ngày, nhấn mạnh chút xíu thì nhảy được thứ luôn đó, nó tích hợp rất nhiều thứ trong đây. Nhấn nhẹ, nhấn mạnh chút xíu thì nhảy luôn hai lịch luôn đó. Anh em vặn tại chỗ thì nó xoay cái niềng bên dây ở trong này, anh thấy cái niềng trong không đó, cái niềng này, cái niềng trong xoay nha. Bấm dừng kim, bấm trả kim đó, rất ok luôn, còn cả dạng quang luôn đó. Thì sáng hay không sáng thì anh em về kiểm tra ngay, tại vì qua thời gian sử dụng á, cái kiểu như cái chức năng của cái dạng quang này nó cũng hết rồi, thành ra là mình không có cần thiết phải truy cứu cái việc mà dạng quang còn sáng hay không nghe. Đặc biệt là những cái dòng này thì được rất được nhiều anh em ở nước ngoài, ở Mỹ hay ở châu Âu á, ưa thích nè. Con này size mặt 40, 40,06. Con này số 2 em bán là, con này em bán 7 triệu rưỡi anh em nghe. 7 triệu rưỡi. Mã số 2. Số 3, một con single vào đó, cái mặt số của nó anh em nhìn kỹ thấy không, góc này có một cái vết nhẹ nhẹ đó, còn ngoài ra thì còn ok. Theo thời gian sử dụng anh em, mặt số nó là nó chia hai lòng khác nhau anh em nghe. Cái kim góc này nè, cái kim nhỏ góc này á, thì nó có một mặt nhỏ nhỏ trải tia rõ ràng nghe, nó tách biệt cái mặt lớn này anh em nhìn kỹ thấy không, nó trải tia này, nhìn kỹ này đó, nó trải tia riêng, nó không đi chung với mặt lớn này. Cái hai chỗ đó anh em. Bấm dừng kim và bấm trả về góc 12 giờ. Rất nhạy anh em. Con này thì cái niềng benzen cũng còn quá đẹp luôn. Tachymax tất cả số còn nguyên. Màu xanh đỏ còn rõ nét. Em cũng bỏ sợi dây màu xanh rêu. Xe quân đội anh em nghe, quân đội xịn á. Cái vỏ vẫn còn sới nè, nó sới chạy như hướng này, chạy cong theo cái mặt đồng hồ á. Con số 2 cũng vậy, vỏ nguyên sớ, không được rõ nét như sự mới khi sản xuất nhưng mà vẫn còn thấy rõ. Thì con này gọi là single bao, như em nhắc từ đầu á, anh em chỉ cần
À, con này còn gọi là sân câu bao anh em. Em có khách chút xíu này, thành ra là lấn cắn vài giây. Con này là sân câu bao. Thì anh em muốn kiểm tra sân câu bao chỉ cần lên YouTube anh em, rất nhanh thôi. Đó, mình bấm xây cô. Đây, sân câu bao đây. Cực kỳ nhiều bài viết anh em, rất nhiều bài viết của những trang rất nổi tiếng về cái dòng đồng hồ Singapore này. Đây này, nó ghi là một trong những chiếc đồng hồ bấm giờ tự động thú vị nhất trong lịch sử đồng hồ. Và đây có 3 mẫu. Thì cái mẫu của em sẽ nằm ở mẫu này, mẫu giữa này nè. Đó, rất nhiều bài viết của nước ngoài cũng có, Việt Nam cũng có, nhưng chủ yếu ở nước ngoài thôi. Rất nhiều bài viết của cái dòng Singapore này. Kể cả những bài mà người ta đăng cái đó, đây là vị phi phi hành gia mà đã mang con đồng hồ này lên vũ trụ anh em nghe. Thực ra nếu mà tính về giá trị thì những con đồng hồ này không phải là giá trị cao, theo em là như vậy, nhưng mà nó rất hay, rất thú vị, rất đáng đồng tiền và rất đáng chơi anh em. Con này vẫn là size mặt 39. Con này là size mặt không, con này size mặt 40,96 này. Cái đấm nó hư hơi ra một chút xíu anh em nghe, nó hơi lầu chút xíu. Vẫn là nhắn vào một lần á, thì nó sẽ nhảy lịch ngày, nhắn vào mạnh chút xíu thì nhảy lịch một thứ. Rồi con này là tiếng Anh nghe. Đó. Là tiếng Anh này. Xoay tại chỗ thì cái niềng ở trong nó nhảy, con niềng trong còn rất đẹp. Màu con màu này màu vàng mật ong anh em, màu mật số á. Và cái niềng thì màu vàng nhạt, niềng bên dây thì xanh đỏ. Như em nói với anh em mấy kênh video trước á, thì những cái niềng màu xanh màu Pepsi này á, thì vì sao người ta chọn màu này? Đây là hai màu mà nó nổi bật nhất trong quang phổ và anh em rất là dễ nhìn thấy. Thành ra người ta chọn hai màu này anh em, xanh đỏ, rất đẹp. Một điểm thú vị những con đồng hồ này á, thì như em nói từ đầu á, thì con đồng hồ này là con đồng hồ cá nhân của phi hành gia chứ không phải con đồng hồ tài trợ anh em nghe. Thì thường khi mà lên trên vũ trụ một chương trình nào đó thì sẽ có những cái hãng đồng hồ theo tài trợ, còn ở đây là con hồ cá nhân thôi. Như kiểu như năm 1973 thì ông bao phi hành gia ổng lang thang và ổng chưa nghĩ ra tìm con đồng hồ nào để mình mang lên trên không gian á, thì tình cờ ổng mua chiếc này đó. Và khi mà hết cái thời gian mà nhiệm vụ của ổng là 80 mấy ngày đêm vũ trụ á, thì xuống thì con hồ này vẫn còn đeo trên tay và hoạt động rất bình thường anh em, rất ok. Thành ra đây là một con đồng hồ rất hay và có một lịch sử khá thú vị anh em. Còn đặc biệt của nó là cái mặt vàng rất đẹp anh em, lên tay gần như không có chỗ nào chê luôn. Thứ hai nữa là con này có cái bộ kim và cọc số còn cũng còn đẹp anh em. Senko 6179 6005. Con này là 6002 anh em, con này 6005. Máy móc ở trong tình trạng ok anh em. Chạy ổn định. Và em cũng nhắc lại cho anh em là riêng con này á, thì phải mua máy ok nha. Máy có lăn cắn thì thay thế linh kiện của nó rất đắt tiền và cũng không có để thay nữa anh em. Em thấy nhiều anh chơi ở Việt Nam á, thì mua con hồ này và phải mua từng từng bộ phận một hoặc đấu giá trực tiếp bên Nhật về luôn á, thì đâu có giá trị con hồ lên cao lắm, cao khủng khiếp. Và hiện tại thì những cái dòng đồng hồ như vậy á, những con hồ như vậy anh em mà đi đấu giá bên Nhật về hoặc đấu giá bên châu Âu, nhất là bên eBay hoặc là anh em đấu giá thẳng bên Nhật về á, thì giá nó cực cao luôn. Bởi vậy như em có chia sẻ một số anh em khách hàng của mình á, thì những con đồng hồ mà nó có tính sưu tầm cao á, hiện tại
thì anh em thấy mà giá thị trường được thì nay mua luôn đi, không suy nghĩ nhiều, tại vì chắc chắn là sau này sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là những con đồng hồ đó là những con đồng hồ mà khách sưu tầm người ta nhượng lại mới có những giá thị trường như vậy nha. Còn nếu mà đấu giá trực tiếp bên Nhật hoặc là đấu giá bên châu Âu, cụ thể bên eBay hoặc là một số trang bán thẳng ở châu Âu á, thì gần như là không mua nổi nè. Những đồng hồ mà có niềng bên danh mà đẹp như vậy á, mặt vàng mà còn sớ mà không có dấu vết này nọ, thì nhiều con nó đang đấu tới giá là 150.000 yên, thì nếu mà tính là tiền Việt á thì nó tới 35 đến 40 triệu một con anh em. Anh em tin nổi không? Nhưng vẫn có người đấu nha, vẫn có rất nhiều người anh em đang tham gia đấu những con như vậy. Size mặt 40,5, hai con này size mặt giống nhau. Con này thì em bán là 11.500.000, 11.500.000 anh em nha. Con này là 7.500.000, con này là 6.500.000, con này là 11.500.000 cho cái mẫu này, rất đẹp anh em. Đây là con đồng hồ của NASA đây, trong bộ sưu tập của NASA, đồng hồ phi hành gia. Cực kỳ nổi tiếng anh em. Kết thúc video này anh em, nếu mà có những gì sai sót về những cái bài mà bài review hay là bài thông tin của em á về những cái ba cái sản phẩm này, thì anh em cho em xin lỗi nghe, tại vì tất cả những thông tin mà em có báo bên em cũng là thông tin mình tham khảo trên mạng thôi chứ không ở đâu ra hết. Và chúc anh em một ngày chủ nhật thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau.